Hello, xin giới thiệu đến tất cả anh em. Bên em mới về được một cặp lo, dòng này lo toàn giải nha anh em. Nói chung dòng này về cặp này rất là hiếm nha các anh em. Màu nó rất là bắt mắt luôn, màu zin nha các anh em, không phải sơn lại nha, màu zin của hãng nha. Dòng này hiệu Philips nha các anh em. Và đầu tiên em giới thiệu về cặp lo nha. Đây là lưới này, lưới sắt nha anh em. À, sơn zin màu xanh. Và ở đây thì này lo bát này lo 10 cm nha anh em. Này đây là cái lỗ thông hơi nó màu vàng. Cái vỏ nó còn nhựa nha anh em, hàng Philips nha anh em. Đây nhựa nó màu hồng, nó màu đỏ nha anh em. Đây và em giới thiệu anh em nha, này hàng Philips, này Parker model FB10VRD, RD nghĩa là màu đó. Này maximum là 120W, công suất thường thì 35W, lo 6 ohm, hàng da băng. Đây anh em, chậm lo rồi nha. Lo này kiểu này rất là đẹp nha anh em, kiểu rất đẹp. Và một cái thì em đã tháo bên trong, thì em tháo bên trong rồi nha. Đây là cái lo đó nha anh em, tháo cho anh em xem nha. Đó, bộ lo rất khủng nha anh em, sườn gan đúc nha anh em, sườn gan luôn nha. Đây hôm nay nó để gì đây, da băng anh em. Và đây anh em nhìn cái phần tầng rất gấu nha, tầng gấu lắm. Đó, cuộn dây rất là to nha anh em, cuộn dây nó rất là to luôn, cuộn dây nó to lắm. Và đây là cái tụ, nó là phần tầng nha anh em. Rất là đẹp. Nói chung cặp này rất hiếm nha anh em, hàng Philips nha. Này thương hiệu của Philips. Nhưng mà nó dòng này nó lắp ráp bên Nhật nha anh em, hàng Philips. Cặp này rất hiếm, em đi bán rất là nhiều cặp lo nhỏ này nhưng mà chưa có cặp nào là Philips. Dòng lo toàn giải, cặp này tiếng rất là hay nha anh em, hay hơn mấy cặp lo mà lo tai của thằng Boss và JBL, với loại của thằng Magan với Pioneer kia hát không qua đâu nha anh em. Dùng cái tại do cái này phân tầng nó rất là hay, phân tầng nó rất là gấu. Thứ hai với là dưới cái là dòng hãng Philips nó làm những cái về những cái dòng âm thanh nó rất là hay. Và em kết thúc video tại đây, anh em nào cần thì liên hệ em, cặp này nha, cặp này rất hiếm nha anh em, để rất đẹp nha. Nói chung cặp này rất là đẹp, đủ màu luôn. Và em kết thúc video tại đây, xin chào.